Giáp An xin chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy mài một tấc của Boss gà WS900-100S chính hãng của Bắc Đức. Và khi các bạn mới về những linh kiện phụ kiện bên trong, chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng về hành chính hãng của Boss này. Chúng ta sẽ có một cái ốp trắng, và đặc biệt cái ốp trắng này các bạn sẽ nó sẽ có những cái răng này trên cái đầu của cái máy mài, cũng có những cái răng này thì nó sẽ giúp chúng ta là cố định được cái này chặt hơn đó, khi siết cái này. Tại vì khi mà ta siết cái này thì vòng buồng nó bị trơn trượt, tại vì những cái dòng sắt trong này này khi mà nó bị mòn rồi nó rất là trơn trơn, nó sẽ bị tuột rất nguy hiểm. Và những linh kiện phụ kiện tiếp theo, chúng ta sẽ có một tay cầm, một cái khóa điện khóa đá, và chúng ta sẽ có một cái, đây là hai miếng ốp trắng trắng đá, và đây là cái hộp ngoài chúng ta. Trên đây sẽ có thương hiệu của Boss, mã là GWS900S, chúng ta sẽ có mã vạch ở đây. Và tiếp theo là cái máy chúng ta, ở đây chúng ta xem trên máy chúng ta, khi mà bạn muốn về nhưng mà lưu ý là chúng ta xem nó có mã vạch tem chống hàng giả hay không. Thì khi mà bạn xem trên đây này, đây sẽ có một cái tem, chúng ta sẽ cà cái vạch này ra, chúng ta check được cái mã của nó thì mới đúng là hàng chính hãng các bạn. Nếu những cái dòng máy giả hiện tại chất lượng nó rất là thấp, rất là kém, nó thua hàng Trung Quốc nhé. Và trên đây sẽ có logo của Boss nè, thương hiệu Boss Professional, mã GWS900-100S đây. Sau đây chúng ta sẽ có tem của một máy, và trên đây nên sẽ có những thông số kỹ thuật nè, sử dụng 220-230, công suất là 95W, Machina tốc độ 11 vòng/phút. Và thiết kế ngoài thân rất là dài, chúng ta sẽ cầm hai tay sử dụng, hoặc là có thể sử dụng cái tay cầm gắn hệ thống này. Và đây mình xem thiết kế rất là đẹp nè. Và đây thì mình có nói với các bạn nè, những cái đường viền này để gắn ốp á, nó sẽ có những cái đường ray răng này sẽ giúp chúng ta cố định được cái ốp trắng ta tốt hơn. Và bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem. Thì các bạn lưu ý là trước khi nó sử dụng, chúng ta phải gạt cái nút công tắc này về chế độ off nha các bạn. Và cho nên nó sẽ có tới 6 cái tốc độ tùy thuộc vào công việc của bạn chúng ta sử dụng đúng. Và bây giờ mình sẽ đặt thử dụng xem. Mình đang ở cấp tốc độ là 3 nè. Nó chạy rất là chậm, rất là êm. Và bây giờ mình sẽ để tốc độ maximum, tốc độ 11 vòng/phút. Bạn thấy sao nó khác nhau đúng không? Thì rất tiết tiện cho các bạn khi ta sử dụng. Tại vì dòng máy mài thì mình thấy là các bạn có thể sử dụng máy cắt, hoặc là cắt gỗ, hoặc là máy bóng. Thì những cái dòng máy đó thì mỗi máy sẽ có một cái tốc độ riêng. Thì các bạn có thể dựa vào đó để tùy chỉnh cái máy chúng ta phù hợp với cấp độ chúng ta có thể sử dụng rất là thuận tiện. Tại mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng máy mài Boss GWS900-100S. Cảm ơn các bạn đã xem video này, thì bạn thích bạn nhấn subscribe dưới like kênh của mình để có thể cập nhật những video mới. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.